Hướng dẫn đo SPO2 tại nhà đúng cách. Mời các bạn cùng xem video hướng dẫn chi tiết sau đây. Tóm tắt qua các bước chính thì bạn cần: Bước 1, làm sạch móng tay, không để móng tay dài, móng giả, sơn móng tay. Bước 2, nghỉ ngơi ít nhất 5 phút trước khi đo. Bước 3, xoa hai bàn tay để làm ấm tay. Bước 4, bật máy, đưa ngón tay giữa hoặc ngón trỏ vào miệng của máy để ngón tay được kẹp chặt. Bước 5, nhấn nút nguồn để khởi động máy và không cử động trong khi đo. Kết quả đo sẽ hiển thị trên màn hình sau vài giây. Bước 6, khi kết thúc đo, rút ngón tay ra, sau vài giây, máy sẽ tự tắt, ghi lại kết quả đo. Thang đo chỉ số SPO2 chuẩn, SPO2 từ 97 đến 99%, chỉ số oxy trong máu tốt, SPO2 từ 94 đến 96%, chỉ số oxy trong máu trung bình, cần thở thêm oxy, SPO2 từ 90% đến 93%, chỉ số oxy trong máu thấp, cần xin ý kiến của bác sĩ chủ trị. Nếu bạn thấy video này hữu ích hãy chia sẻ và nhấn đăng ký kênh YouTube Chido Việt Nam để cùng cập nhật thêm nhiều video review sản phẩm và kiến thức chăm sóc sức khỏe bổ ích.